Ôi này. Ok. Và hôm nay tôi mới ngủ dậy và tôi thấy có một cái giải đấu thường niên của MK, tôi quyết định vào xem. Chúng ta sẽ ngồi xem The Coliseum. Rồi, cái gì? Bước vào, bình tĩnh. Ai cũng là overhead, ok, rồi, lan chơi. Cùng lao chơi vui, có vẻ trông có vẻ vui ấy. Và có vẻ đỡ mất não hơn bản 11. Cùng lao và Goro. Ai rồi, Reptile thì mất não. Wake up và... Slide, láo. Possible, rồi. Cái gì đây? Thôi xong, hay, quả này hay. Chịu mất tí máu nhưng mà gây được fatal blow lên mặt đối phương. Đến lúc cá rồi. Như nào đây? Ôi, đi. Sao lại nhảy vào quả setup đây? Ok kìa. Thế là trận đấu này sẽ là Costner và Splashman. Splashman thì tôi hay xem. Thì thôi, Splash thì tôi có biết về ông này rồi. Ông này từng xuất hiện trên mấy video của Ninja Killer thì phải, nên là tôi có biết. Ông này đúng là kiểu main cung lao mà. Trước có một cái mấy kèo bíp set đánh với Sikander thì phải. Có kèo Sub-Zero với cung lao ấy. Đây rồi. Đai kích hình như là sếp. Nghe đồ là đai kích, nếu mà không trúng đối phương thì sẽ là sếp. Cái đai kích của cung lao ấy. Ok. Nào, úi rồi đai kích tiếp. Low attack, Goro. Đang bị, bỏ cái block ra. Thôi, kéo bạn vào trong. À không. Rồi, brutality luôn. Rất là toxic, giải đấu này. Tôi không chưa tìm hiểu. Từ đợt Coliseum MK11 tôi vẫn chưa tìm hiểu giải đấu này nhiều lắm, nên là hình như là giải đấu này như kiểu là đúng kiểu giải đấu cộng đồng, gọi là mấy anh em cộng đồng donate xong rồi tạo nên giải đấu rồi. Nói chung là mấy giải mình rất mong muốn mấy giải MK phát triển mạnh. Ở Việt Nam thì cũng mong chờ giải MK phát triển mạnh để mình còn được tham gia chứ, hiểu không? Ngay khi vào cái stream này tôi xem thì tôi đã thấy sự xuất hiện của Mr. Aquaman rồi, một bình luận viên rất nổi tiếng của cộng đồng MK. Caster rất nổi tiếng luôn của dòng của cộng đồng MK luôn. Cặp bài trùng với cả Ketchup. Ketchup phải mất start thì quên xứ rồi. Két rồi. Ôi giời, hay 198. Nào lại tele. What the fuck. E bậy xong rồi gọi cung lao ra là đỡ được đòn này. Là đỡ bị bắn đi à? Đấy. Nào. Bỏ cái block ra. Úi dồi dồi. À kiểu nó vẫn sẽ bị ăn đòn đấy, nhưng mà thay chúng ta sẽ không bị punish. Hảo ma. Đỡ ăn tư ăn từ trừ 1 tỷ lại thành trừ ít hoặc là cộng. Overhead. Goro lên combo. Launcher. Rồi. 277. Rồi, wake up, punish, wake up counter. Bắt đầu ném mũ, thả mũ ra. Rồi lại tele và punish rồi. Thôi. Bỏ ngay cái trò nhảy lên sau đó độn thổ đây nhá. Trừ rất nhiều. Trừ cực nhiều luôn. Setup không cứu được mấy đâu. Rồi, hay quá, punish rồi. Rồi, tàng hình. Rồi một cái demo là cứu tôi xong. Nói chung cung lao tôi nhìn có vẻ khá là thích
thích thú nên là có khi sắp tới mình lại luyện cung lao nhỉ. Nhưng mà đang nợ anh em mấy thanh niên cơ, Kenshi với cả đang nợ anh em Kenshi với cả Havik các kiểu nhiều quá, còn Asra nữa, mấy thanh niên anh em đã điểm mà chỉ tên hết rồi. Xem nào, hình như là FT3 hay sao nhỉ? FT3 rồi. Oh, definitely. But you know he doesn't want to press it. Nghe đồn là FT3 cơ. Nào ném mũ. Xin nhẹ cái first hit đã rồi tính tiếp. Xin một meter. Nào bắt đầu ném mũ. Nào có định nhảy vậy rồi. Đến combo launcher rồi. Ui drop rồi. Start là lâu. Nào bắt đầu pop liên tục. Đẩy pushback. Ôi rồi. Rồi. Từ ăn xếp lại thành xếp. Ok fine. Tôi ổn, tôi ổn. Possible. Ném mũ. Lướt. Vẫn đang xếp. Ăn xếp rồi. Đến một thời điểm ở đây nó sẽ cũng thành ăn xếp. Liên tiếp combo 412. Để một giải cứu. Một đều. Round đấu đầu tiên cho Splash. Ném mũ. Fossball. Fossball tiếp. Launcher. Knockdown và tàng hình. Đó. Vẫn là cứ ném mũ. Úi dồi ôi. Khi confirm luôn. Vào góc bạn đi. Kết thúc combo. Rồi wake up counter. Có armor luôn là thoải mái. Úi dồi ôi. Đề hài kia. Loạn input rồi bạn. Nào throw. Lùa lùa throw. Đã ném mũ cung lao ra để setup rồi. Mạnh dạn lên throw luôn. Ném mũ tiếp. Ôi rồi bậy rồi. Nào ném mũ tiếp. Lại tele. Úi rồi. Hay quá Goro. Overhead. Thôi 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 thôi. You know she said that and then he got hit by that. You know that I have never seen a cat curse. Thế này thì nó chả khác gì F2 Fatal Blow của Sub-Zero với K1 cả. Không được ra B2 FB của Sub-Zero bây giờ cũng thế. B2 FB của MK1 cũng thế, chẳng qua là nó không mất dạy đến mức như kiểu là MK11 thôi. Bất ngờ overhead và Fatal Blow luôn. Thế là chúng ta có nhẹ một ván đấu. Áo đét. Đáng hiểu luôn. Đấy, Shimi rất là kinh. Shimi rất là đều tay đến từ Splash. Sau đấy là một cái overhead vào mặt, sau đó Fatal Blow. Và trong game chúng ta thấy toàn là những pha gọi là Costner liên tục là ném mũ, setup ném mũ, sau đó là tele để từ biến từ không an toàn nó lại thành an toàn đấy. Hoặc là tele đến xong lại gọi cung lao ra kéo tele mình đi. Đấy. Tự nhiên đang super ăn xếp lại thành xếp VL. Rồi xong xong. 333. Gọi Goro lên. Rồi, lại vào góc tiếp bạn này. Ngồi yên trong đấy đi. Low starter. Bắt đầu. Rồi. Bắt top tốt. Lại ném đối phương vào góc. Cú throw. Ôi, tụi, tụi, tụi. Đối phương bắt bài, quả tele rồi. Lên combo. Hit confirm. Thôi xong. Thôi, trận đấu này có vẻ có kết quả sớm rồi. Spat có vẻ trên trình hơn so với Costner. Fossball, ôi à. Ôi, cái gì ấy, cái gì ấy, lại D2 kìa. Sao lại D2 thế kìa, ôi. Ném mũ. Ném mũ là mid hay là 2 đây. Rồi lại tele. Fossball. Launcher, Fossball tiếp. Kết thúc. Tàng hình này. Úi ôi, wake up. Goro, đại kích. Đại kích trick luôn mà. Đại kích tay to luôn. Đấy. Nhảy xuống để có. Ôi rồi ôi. Thôi thôi thôi. Đi. Overhead. Tính throw. Tôi xong.
and you would have died the same way. Mother of elder gods. Yeah. Chúc mừng bạn, bạn đã được phần thưởng là một túi trà. Mẹ, một splash này hư lắm nhé, mẹ thề. Mẹ, một pha trao đổi ammo mà splash là người hoàn toàn có lời so với Costner, sau đó là một cú throw, ném mũ. Costner quả đấy đúng là cuống rồi, nên là ăn đòn thôi. Đấy, không biết là hai cặp đấu của hai bố Young Chiquelo với cả Al Clark of Rain bắt đầu chưa, nhưng mà tôi sẽ vứt máy vào đây và tôi đi kiếm cái gì ăn sáng đã trước khi tôi nằm ở đây mệt lắm rồi. Vào video. Thôi à. Ồ, đủ mang. Theo như tôi vừa có thấy thì theo tôi vừa cập nhật thì ở cặp trận đầu tiên thì có một bố đã bỏ cuộc bởi vì mất mạng. Đúng là mấy cái giải online khổ lắm bạn. Bây giờ chúng ta sẽ có trận chung kết tàu luôn. FT4 Splash với cả Our Class Grain. Let's go. Melina luôn mà. Melina cũng là một nhân vật có sát thương khá lớn. Ôi rồi. Amo phát góc thành công. Bạn thoát đúng không? Thôi, cho bạn thoát. Vẫn ăn. Ném mũ. Lại ném mũ. Áp lực. Nào, lâu. Ném mũ tiếp. Amo để đỡ được cái mũ đấy, nhưng mà lên con combo rồi. FB, ơi rồi ơi, drop. And he drop. Ở đây mà làm con lánh thì nhẹ nhàng một round rồi. Rồi, overhead hơi không đúng thời điểm. Để bị whip. Rồi, ui dồi, lên combo đam to. Setup 399 cơ mà. Melina lên combo đam to kinh lắm anh em. Setup Melina. Một mình Melina nhá, lên combo đã rất khiếp rồi. Gọi Goro, ui à. Gọi mũ. Ui giời, hay. Một cú comment grab hợp lý và Match Boy cho cả hai người. Splat với cả Cross Brain. Ném mũ. Lại ném mũ. Nhảy đi. Rồi Amo Rebels Japanese lên combo. Dive kick cancel sang. Rồi hit confirm để kết thúc combo 313 máu. Rồi bạn lại vào góc bọn tôi cái. Vẫn là dùng Amo thôi. Game này build meter khá là nhanh, nên là anh em có thể dùng gần như là dùng thoải mái luôn. Lại ném vào góc. Nào. Setup để đánh xếp. Ném mũ. Rồi rồi, chết chết rồi. Thôi xong. Rồn thế thì chết. Combo góc. Rồi, meter. Meter kết thúc cào. Breaker. Rồi rồi, hai lên combo. Set. Setup nào. Thôi xong rồi thôi. Phép B xong hết. Một pha mà nói thẳng ra là Our Crash of Rain đã setup quá tốt với cái mũ của Cung Lao đi. Và nhẹ nhàng đấy là một combo lên Fatal Blow và 421 máu ra đi. Và 1-0 cho Our Crash và một pha lật kèo thành công. Với lượng sát thương của Melina thì không thể coi thường được. Melina và Dim. Melina, kể cả mỗi một mình Melina thôi nhá, riêng một mình Melina cũng gây một lượng sát thương kinh khủng rồi. Anh em để ý nãy giờ mỗi Cung Lao chỉ việc setup mũ thôi, xong rồi sau đó thì Melina nhảy vào với cái mix up high overhead mid mình 1-2-2 của mình, à 1-2 thôi chứ. À, nó khiến đối phương phải đoán rất là khổ sở. Tiếp nào, chúng ta đến trận thứ hai. Lấy ngay lợi thế là first hit, nhưng mà rồi lại ăn đòn thôi. Không lời rồi. Lại vào góc, 313 máu. Overhead, Goro. S4, rồi bắt đầu các thứ. Lâu. Ôi thôi. Thoát góc thì thành công nhưng mà ăn đòn.
Thoạt gặp thì thành công nhưng mà ăn đòn rồi. Cùng Brown cũng là một nhân vật lên combo khá là ngon cho anh em chơi. Mà hình như nghe đồn là đai kích, nếu mà không, giả sử không đánh trúng đối phương hay sao ấy, thì vẫn là safe hay sao ấy. Được kiểu đai kích đâm thẳng vào đất, đai kích đâm thẳng vào đất thì vẫn là an toàn sao ấy. Rồi, đề ba, ôi, một cái overhead và sau đó là kick confirm luôn. Goro. Rồi, liên tục check. Liên tục poke để check nhau, ui ôi. Một pha đình setup tôi cũng không hiểu kiểu gì. Đấy, pha đầu projectile nhưng mà thằng nào dùng meter thằng ấy thắng. Đấy, setup 2. Một round dành cho Outclass. Ta có thể thấy một pha setup vừa rồi khá hay, ném mũ sau đó là nhảy lên áp lực rồi. Công thức rồi, ném mũ xuống nhảy lên sau đó jump punch sau đó 1-2 Melina, đối phương phải đoán mệt mỏi cực kỳ. Ôi rồi ông là lag ấy. Nào bắt đầu Simi. Back throw, ném vào góc lại. Ném mũ 1-2 roll. Ném lại vào góc, 1-2 xoay. Lại trở lại vào góc, 314 máu. Lại ném mũ. Ném mũ tiếp. Ném sai rồi, dive kick. Đó, cao tư. Có armor rồi. 313. Overhead, rồi cái overhead thật mệt thế nhờ. Mệt cái overhead này thực sự ấy. Ôi dồi 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 dồi. Ăn hai cái overhead liên tiếp thì xứng đáng thua. Ăn hai cái overhead liên tiếp thì chỉ xứng đáng thua, cảm ơn. Tí bác. Xuống tiến. À thôi. Này cho nó cay. Cung là Mao wins. Thế vậy là một đều nhé. Một đều anh em ạ. Nhưng mà thấy nãy trong game Yên giật một phát nhé. Tiếp nào. Chúng ta đến trận đấu tiếp theo. Vẫn là cao kéo đấu thôi, không thay đổi. Rồi, ta đến với trận đấu thứ 3 để phân định nhà vô địch của Colosseum tuần 3 mùa thứ 5. Nè mũ. Roll setup. Tự nhiên lại sạch xếp. Jimmy không thành công. Bị bắt bài rồi, frame rồi. Lên 387, pha lên combo bắt bài frame tốt. Overhead, lần này đoán được rồi. Hourglass đoán được rồi. Ném mũ. Jimmy, sau đó là back throw. Vào lại trong góc địa này. Wake up ammo không? Không. Ném mũ thôi. Setup mũ tiếp. Vẫn là setup mũ rất là nhiệt tình đến từ cả hai. Ném mũ. Low side meter. S1. Jimmy rồi. Cái này cái tội là mass nút này. Rồi lên combo. Đạp to được không? Ném. Báo 411. Trông hay, tôi nên thử quả Kublau Goro này. Rồi ném mũ thành công. Phá bắt bài roll. Phá bắt bài roll của Splash. Rồi đây ba. Red 1-2. Ném mũ vẫn. Ném sai tiếp. Lần này Mister lại ném mũ. Setup roll. Nhảy S1-2 lên combo. Rồi 1-2-2 aerial. Hết. Drop rồi. Ném mũ. Low side tiếp. Vẫn là ném mũ. Ném mũ tiếp. Ném mũ tiếp làm sao. Nào. Neutral. Nào. Sờ nhau tí này. Ném mũ tiếp.
rất là lém mũ. Đái kích, u rồi tôi lên rồi, lên rồi, không nhân nhượng nữa rồi. 334. Đê một lại ném mũ. Overhead. Ui rồi, tôi xong rồi. Bị đối phương bắt bài quả. Cancel lên. Cancel rồi. Một đều trong trận đấu này, trong trận đấu thứ ba chúng ta. Hay. Trên combo. 1-2-2. Roll 1-2 và roll break rồi. Roll bậy. Nhưng mà có setup mũ rồi. Overhead gọi Goro. Ném lại đối phương vào góc. Rồi back throw. Bạn ném, bạn ôm tôi thì tôi ôm lại bạn luôn, có gì đâu. Hay, một cú F1. F1 4 nữa đấy. Back throw, ném lại đối phương từ splash. Ném mũ. Lại gọi Goro. F1 2 ném mũ. Thôi xong, xin nhẹ cái brutality. Oh my god. Bro, okay, he is I'm positive it's not good. Các anh ơi, Camelina này nó đã xiên cổ xiên đầu đối với phương rồi thì tội gì nó không ăn. Nếu một nhân vật như Camelina chắc chắn nó sẽ nhai đầu đối phương rồi. Một cái command grab với áp lực command grab rất đơn giản và đó là brutality dành cho Hourglass. Nào, chúng ta có match point dành cho Hourglass. Anh em cho xin tỷ số 3 đều mà. Nó thì tỷ số 2 đều mà. Ném mũ. Ném mũ tiếp. Rồi, Armor lên combo, đai kick castle xuống. Cút vào góc 313. Low starter. Nào, start up low. Vẫn là start up low thôi. Shimmy. Rồi sau Shimmy không thành. S12 lên combo. F11. S122. Rồi. Xoay xoay. F4 rồi. Mãi mới thấy cái F4 đến từ Hourglass. Ôi cô gặp. Ôi gọi Goro ra. Back throw. Lừa đối phương là chính thôi. Lừa đối phương để tránh đối phương tech throw thôi. Setup ném mũ. Chip, sâu chip các anh em. Chiêu đấy. I am a fan of Hourglass Rain. It's just so much like knowledge that they have. There's definitely some bit kiểu anh ạ. Cái ném sai bình thường, meter burn lên. Nó cực kỳ chip anh em ạ. Chỉ cần ném một phát thôi là auto có như kiểu một dạng grab ấy. Không né được, chúng ta phải né, nếu chúng ta dính đòn là chúng ta chết. Kể cả chúng ta block. Đấy, và lên một combo rất đám rất to như vừa nãy. Lý do tôi rất ghét cái chiêu sai đấy. Thằng nào block lì là chết. Roll 1-2 và xoay. 1-2 up. 1-2-2. Roll tiếp. 1-2-2 lại xoay. Sau đó set up mũ. Thôi cặp đấu này tôi có vẻ là chúng ta đã biết là nhà vô địch rồi đấy. Melina ngon. Melina please nerf. À không. Từ chắc cú đấy. Và dãy ruộng đến từ splash. Không biết có ăn được Hourglass không. 444. Rồi. Không làm gì. Set up Goro, gọi ném mũ. Ui trời ơi. Bạn nhảy hộ cái. Một cái up kick teleport và xong. Mình xin nhẹ cái giải đấu. Xem lại quả này anh em nhé. Này, có fail up low nhá. Này, kiểu gì biết là kiểu gì ông cũng nhảy không? Nhảy đi. Một cái up kick này xong. Ôi xin nhẹ cái giải. Reminder to you all, this is force to four. À không, FT4 anh em ạ, quên FT4. Chạm 4. Quên. Reminder. People like, oh, it's about to set point. No. Leave the top left. Please.
Reading is fundamental. I know you guys don't like it, but it is. Chạm 4 mà, đúng không? Splash, contemplating life. Nãy mới đến 3 điểm thôi mà, đúng không? Possibly the pursuit of happiness right now. Possibly taking a whole bunch of G fuel right now. He's about to be hopped up. He says, I'm about to do some unholy things right now. I'm gonna whiff a full screen stand one. Không ao class đi đâu rồi. And I'm an armored launcher. Hành tiếp bạn ơi. Này anh tôi đi ăn sáng cái đói quá. Do my armored launcher. I don't know. That could be the adaptation from Splash. He's either gonna go crazier. Này chọn đi, chọn nốt cameo đi. Ô, ông này đi vệ sinh à? Xin phép ban tổ chức em đi vệ sinh. Em đi vệ sinh tí mẹ thắng nhiều bắn Tulu rồi. Sắp được giải, sắp được cái giải bắn Tulu rồi. We all don't see the scoreboard. The patron is hitting. I'm sorry. Rồi. Đây mới thực sự là mẹ championship point dành cho Outlast này. Goro throw setup tốt. Không biết Splash có trở lại được không, cho xin cái tỷ số 3 đều mà. Anh em cho tôi xin có tỷ số là 3 đều mà. Xin một con số 3 mà. Mà đang đi tái mà cứ xíu này chết rồi. Cái này thì chết thôi. Lại là ném mũ. Đai kích né. Rất cẩn thận đến từ Splash. Đường cùng rồi, phải cẩn thận thôi. Ơ kìa. Đường cùng, ý tôi đường cùng không phải như thế. Rồi thôi, xin nhẹ combo. Phá âm. Cái việc phá đấy nó có ích gì khi mà anh vẫn ăn combo. Phá cái mũ có ích gì đâu. Ron, hay, dùng giáp quá hay. Con này thì dùng giáp hợp lý này, 373. Con này thì phá setup hợp lý. Dùng ngay ở meter để đánh combo. Launcher, vào, tạch. Low startup, rồi thôi, S12. Up kick, breaker rồi, rất cẩn thận luôn. Chắc chắn năm muốn... Splash đang muốn chiếm trọn round đấu này. Setup S12 tiếp. Đỡ rất tốt đến từ Splash. Và đó là một cú back throw thành công. Tỷ số về là 1 đều. Nhưng vẫn đang là ở thế championship point dành cho Hourglass nha. Vẫn là setup high kick, high low, sau đó lại gọi mũ ra. Up kick. Ôi thôi xong rồi. Anh ấy không, Splash không đỡ cái overhead và ăn đòn. Các bạn đi đạp ở đây. Neutral. Ném mũ. Quá áp lực cho Splash. Việc duy nhất Outclass cần làm đôi khi nó đơn giản chỉ là giữ khoảng cách với lấy combo. Một chút máu để dãy ruộng cuối cùng thì còn làm ăn được gì nữa. Xin nhẹ cái giải, thôi lên combo. Xong. Brutality. Outclass of Rain. Sponsored by Ono. It's going to take week number. Rồi chúng ta có nhà vô địch của Outclass. Chúng ta có nhà vô địch của The Colosseum mùa 3 tuần 3 mùa 5. Đó là Outclass of Rain. Nói chung là Splat đánh trận đấu này tôi cảm giác ông ấy cuống. Cứ bị cả cuống người ấy. Cái việc ta phải nhìn thấy khả năng setup của chúng ta nhìn thấy nãy giờ khả năng setup của Melina với đi cùng với cung lao trong tay của Outclass là quá là hợp lý đi đấy. Cứ ném mũ xong rồi lại cứ ném mũ xong roll rồi ném mũ xong nhảy lên jump punch rồi lại 1-2 có overhead trong đấy để mix up đấy thì đối phải đoán hoặc là đối phải mất một meter. Rồi ok, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Tôi phải đi ăn sáng này, tôi mệt lắm rồi. Bye bye.